Nguyễn Phương Hằng, bà sẽ nói là bà sẽ nha, bà sẽ phân tích về cái đúng và cái sai của ông thầy Thích Minh Tuệ nha. Bà sẽ phân tích có nghĩa là bà mới nói tới ổng thôi, và sau bà sẽ phân tích tới cái vấn đề đúng sai của ổng là cái thứ nhất. Và trong cái câu chuyện mà bà nói về thầy Thích Minh Tuệ thì bà có nói một cái điều rằng là những cái người tu hành á, họ chỉ tu cho họ thôi, chứ họ chẳng có làm gì cho quý vị, đúng không? Quý vị nghe lại đây, họ chỉ là đang tu cho bản thân họ thôi, thì họ tu họ được, đúng không? Họ tu họ được chứ họ không có làm gì cho quý vị cả. Thì quý vị ở nhà, quý vị nên thờ cha, thờ mẹ, thờ ông bà mình á, cái đó mới là Phật trong nhà của mình á. Thì bà nói cái vấn đề đó rồi, thì tôi sẽ phân tích về cái câu nói mà bà nói thôi. Còn cái vấn đề khi bà chưa nói về ông thầy Thích Minh Tuệ, bà nói đúng sai như thế nào thì chúng ta cần phải đợi cái video bà phân tích chính xác hơn. Nhưng mà tôi thì tôi thấy một cái điều như vậy nè. Nếu mà để nói ở đây ra, để mà nếu mà nói mà đối đầu thì ông thầy Thích Minh Tuệ ông chẳng có cái gì để đối đầu với bà cả. Mà nếu mà nói về cái độ nổi tiếng hay về cái đức hạnh thì là bà đó thì có thể là 50% thương, 50% ghét. Nhưng mà ông thầy Minh Tuệ thì tôi nghĩ là phải tới 99% thương, mà chỉ có 10% là một số những ông thầy nào đó không thích ổng thôi, đúng không quý vị? Thế nên là thì mình phải đợi bà phân tích hết được cái sự đúng sai như thế nào đó, nhưng thì mình phải đợi cái video của bà. Còn cái vấn đề mà bà nói rằng là chúng ta đừng có nên tin, đặt cái nào lòng tin vào những cái người tu hành á, thì với Thu Thương á, thì Thu Thương suy nghĩ như vậy nè quý vị. Quý vị xin phép quý vị cho Thu Thương miếng cà phê đi ha. Tại vì á, nói như vậy nè, với quý vị có thể quý vị bản thân tôi nhìn nhận là bà Nguyễn Phương Hằng cũng là một cái người dám nói, dám sống, dám làm, nhưng mà trong đó hình như nó có một chút gì đó thần kinh, nó không có bình thường thật sự. Tại vì một cái người bình thường đó quý vị, mà người ta đi ra tù rồi đó thì người ta sẽ dồn hết tâm huyết cho chồng, cho con người ta, thiệt, người ta cho gia đình người ta. Đó là tôi đang nói ở những cái người phụ nữ, cái bản năng của một cái người phụ nữ rất là bình thường thôi, là mình ra là mình phải gói ghém cho gia đình mình cái đã, mình phải lo cho gia đình mình cái đã. Còn đằng này thì bả rất là vẫn hừng hực khí thế. Mà quý vị đừng nói rằng là ra hừng hực như vậy là bởi vì cái nghĩa cử của bả. Bả có một cái chức trách là ơn trên, ơn gì đó, tâm linh gì đó phái bả phải làm cái gì đó cho nhân dân này, cho đất nước này. Trời đất ơi, quý vị ơi, quân đội người ta đó nằm ngày nằm đêm lăn lê bò lết từ sáng tới tối, những người ở đầu sóng ngọn gió này á, bao nhiêu cái chức trách con quý vị tới tuổi ăn tuổi học mà không đi ăn đi học cũng phải đi nghĩa vụ quân sự này kia, cả một cái thế giới này. Nếu bà biết nói câu một con én không làm nên mùa xuân thì bà chẳng làm được cái gì cả. Rồi bây giờ lôi tới những cái người Thích Minh Tuệ, thế thì tôi nói một cái vấn đề này, bà này luôn có một cái chiêu bài. Nếu bà không đem những cái người nổi tiếng ra nhất, một ngày nào đó bà sẽ bị chìm xuống. Tại vì bà lên bà có hát đi hát lại, hát tới hát lui hát hoài, thì quý vị nghe nó cũng chỉ có mấy chục bài đó thôi. Bà đâu phải là người mẫu hay xinh đẹp gì đâu để mình lên mình nhìn ngắm. Quý vị có yêu thương thì nó cũng là yêu thương tới mức độ đó thôi. Mỗi một ngày bà phải nghĩ tiếp ra một cái trò, mỗi một ngày bà phải nghĩ tiếp ra một con người. Nếu bà đứng trên mạng truyền thông thì để cái tên tuổi bà không có lu mờ, thì cái câu chuyện tiếp theo sẽ là thầy Thích Minh Tuệ. Những người nào mà có cái sức ảnh hưởng lớn nhất trong xã hội, những cái tầm ảnh hưởng lớn nhất, là tôi nói bà sẽ ngồi bà nghĩ cách bà lôi lên. Mà bà lôi ông thầy Thích Minh Tuệ ra là ông không có cái gì để chơi bà hết. Bà chửi ổng hay bà khen ổng thì tới 1000 lần ổng cũng chẳng có cái gì để ổng nói tới bà hết. Tại vì quý vị đã biết ông thầy này rồi, chỉ là đầu đội trời chân chặt đặt đất cho một cái nồi cơm điện thôi, đúng không? Thế thì bà sẽ lôi ra nói để có một cái sức ảnh hưởng. Trong cuộc sống như vậy nè quý vị, có những người, người ta sẽ làm cho người ta đẹp lên để người ta nổi tiếng. Nhưng có những người, người ta không quan tâm, người ta vẫn làm cho người ta xấu đi, thậm chí tồi tệ đi, miễn người ta được nổi tiếng. Thế thì tôi nói quý vị nè,
đối với tôi á, Nguyễn Phương Hằng á, là một người khôn, nhưng cái khôn ở đây là cái khôn ranh mảnh, không phải là một cái người khôn ngoan, một con người sống có một cái chiều sâu sắc với cuộc đời này. Cuộc đời này nó có hai loại người quý vị, có những loại người họ sống rất là khôn, nhưng mà khôn ở đây là gì? Khôn đạo đức, khôn gói ghém, khôn để tích cái lâu bền cho mình, để cho con cái mình, cho gia đình của mình cũng khôn. Nhưng mà cái cách khôn của mình là cái khôn chân chính, khôn đàng hoàng, khôn để mà kiếm ra đồng tiền, đi một con đường đàng hoàng. Có những con người người ta khôn nhưng mà người ta ngoan, ngoan ở đây là ngoan đạo đó quý vị. Cái chữ ngoan nó có rất là nhiều hàm ý, nhưng mà tại sao ta dùng khôn ngoan mà ta dùng khôn ranh, khôn mảnh, khôn lõi? Cuộc đời này nó có những cái dạng rất là khôn, họ rất là khôn quý vị, ngài sẽ thấy là họ rất là khôn, nhưng cái khôn của họ để khôn đạt được mục đích, khôn đạt được ý đồ, khôn trên cái sự bất chấp tất cả mọi cái. Nó có cái chữ khôn, nó có nhiều cái trong đó. Thì tôi mới nói điều nè, đối với tôi Nguyễn Phương Hằng là một con người khôn, mà khôn ranh mảnh, không phải là khôn ngoan đạo, không phải là khôn mà để lại một cái gì cho cuộc đời này hết. Tôi hỏi quý vị một câu, một câu bà nói ra tôi đã thấy bà thiếu kiến thức rồi. Mà một người thiếu kiến thức thì quý vị đừng bao giờ nghĩ con người đó làm cái gì được cho nhân dân này. Những cái thằng cha thầy tu, bà nói vậy nè, những cái thằng cha thầy tu, mấy ổng đi tu cho mấy ổng, chứ mấy ổng có tu cho quý vị đâu. Mà quý vị đi, quý vị gì sùng bái ổng. Mấy ổng tu cho mấy ổng thì mấy ổng được phước cho mấy ổng, mấy ổng được cho bản thân mấy ổng, mấy ổng được cái gì cho quý vị. Quý vị muốn tu thì quý vị về thờ cha thờ mẹ mình ở nhà kìa. Bà nói bản thân tôi cũng thờ ai, tôi thờ cha mẹ tôi. Vậy từ ngày bà lên mạng tới bây giờ, quý vị đã biết được gia đình nó như thế nào chưa? Biết không? Quý vị có biết không? Xin lỗi nha, cái tóc tôi thường nó đầm đầm vô cái trán đó. Thế thì tôi thường nói cho quý vị nghe, trời nó cái mùa này nó hơi bị hanh, nó ngứa cái trán dữ lắm mà nó đâm tóc vô. Thế thì tôi thường nói cho quý vị nghe như vậy nè, tôi hỏi quý vị một câu, sống trong cuộc đời kiến thức không bao giờ là thừa hết. Tại sao á, quý vị đi máy bay người ta nói vậy nè, quý vị phải đeo mặt nạ trước cho quý vị, rồi quý vị mới đeo cho con quý vị, đúng không? Đúng không? Rồi người ta nói bản thân mình chưa lo cho mình được thì lấy gì thì mình lo cho gia đình mình được, đúng không quý vị? Quý vị nghĩ coi đúng không? Mình chưa cứu mình được làm sao mình cứu con mình, có đúng không quý vị? Cái đó là muôn đời, nó là nguyên tắc, nó là lý lẽ, nó là những cái gì cuộc sống này người ta đúc kết ra. Thế tôi hỏi quý vị, mấy ông thầy bản thân mấy ông chưa tu cho mấy ông được thì mấy ông mở miệng, mấy ông nói ai nghe? Còn nghe tới đâu, nghe ở phần nào rồi quý vị, lấy cái gì để thâm nhập vào bản thân quý vị là quyền của quý vị. Cha mẹ mình dạy mình 10 phần, mình lấy 8 phần, 2 phần mình không đồng ý là quyền của mình. Thế nhưng đầu tiên phải là có công dưỡng dục đẻ mình ra đã. Người ta nói cãi cha cãi mẹ là trăm đường con hư. Còn những ông thầy tu bản thân mấy ổng chưa tu được thì lấy gì mấy ổng mở chùa? Mấy ổng chưa tu được lấy gì mấy ổng ngồi mấy ổng giảng kinh kệ cho quý vị? Những ông cha mà chưa tu được lấy gì để giảng giáo lý cho quý vị? Bản thân người ta phải tu trước, không phải là người ta tu cho người ta. Người ta tu cho người ta một phần, nhưng người ta cũng phải tu cho những người khác nữa. Bản thân mình chưa tu được, mình nói ai nghe? Bản thân mình chưa tu được, mình giảng ai nghe? Đúng không quý vị? Nên á, cái cách của bà là một cái cách sống rất là bổ bạ. Bà sống rất thực tế, bà giống như những cái con người mà làm business ở bên ngoài vậy đó. Rất là sòng phẳng, tính bà rất là sòng phẳng. Mày tu cho mày không tu gì cho tao hết. Kiểu nói như vậy đó quý vị. Mày làm cho mày không làm gì cho tao hết. Nhưng nếu quý vị biết nhìn một cách khái quát của cuộc đời này, người ta không tu làm sao người ta mở chùa? Vậy bây giờ tôi hỏi quý vị, người ta tu để bản thân người ta được đó, được đức hạnh cho người ta đó, được bớt cái sự sân si bon chen cho người ta đó. Và khi người ta mở chùa ra nữa, quý vị có đến chùa đó không? Mà quý vị đến chùa đó để quý vị làm gì quý vị? Để quý vị xin tội, để quý vị xin hối lỗi, để quý vị xin cái này xin cái kia, để quý vị ngồi nghe giảng, quý vị đi những cái con đường đúng đắn trong cuộc đời này, để quý vị có một cái nơi cửa Phật, có một cái nơi đức tin nào đó quý vị dựa dẫm vào khi quý vị bị bế tắc.
đạo nào cũng có một cái sự thiêng liêng ở trong đó hết. Và những người chưa đủ đức hạnh thì không thể làm thầy, không thể làm cha được. Đương nhiên trong cuộc đời này chúng ta sống, chúng ta phải nói cái điều tích cực, còn cái điều tiêu cực có không quý vị? Có chứ. 100 ông thầy làm gì không có mười mấy ông làm sai. 100 ông cha làm gì không có 10 ông cha làm sai. Nhưng tại sao khi chúng ta nói tới một cái vấn đề, chúng ta không nói tới một cái vấn đề tích cực để hướng con người sống tới những cái điều tốt đẹp hơn, mà chúng ta phải nói những cái điều tiêu cực? Quý vị có công nhận với tôi một cái điều, bà Hằng mới lên mạng xã hội, bà chỉ lôi những cái điều tiêu cực ra bà nhét vô trong đầu quý vị không? Cuộc sống này đâu quý vị, tôi nói quý vị nghe, nghệ sĩ cũng 107 loại. Cuộc đời này á, tôi nói nhờ ngay bản thân mình nè, mình làm gì á thì mình cũng đừng bị thiệt thòi quá, mình làm gì mình cũng phải được tính toán hết. Nghệ sĩ người ta đi làm 10 phần, người ta có ăn 1-2 phần tôi thấy chuyện đó bình thường. Tại vì người ta phải bỏ xô, bỏ chậu, bỏ con, bỏ cái, bỏ nhà, bỏ cửa. Còn cái chuyện nếu mà người ta ăn nhiều thì người ta mang tội, người ta ăn nhiều thì người ta phải trả cái nghiệp đó. Người ta ăn nhiều thì đời mình trả không hết, tới đời con mình trả, đúng không quý vị? Cuộc sống này á, mình á, nếu như một cái vấn đề gì đó quý vị lên mạng để quý vị lên án, quý vị muốn làm cho chống lại những cái mà thành phần sai trái trong xã hội, để làm cho giống như quý vị nói, làm cho dẹp ô uế, làm cho xã hội được sạch đẹp, thì nó phải đúng cái mục đích nữa. Mà đã nói ai thì phải chừa cho người ta một con đường để người ta đi, chứ không phải là mình chặt đứt cái con đường của người ta luôn. Cuộc sống này có những cái quý vị có thể lên mạng, quý vị cảnh báo người ta, quý vị lên án một vấn đề, nhưng làm gì vẫn phải cho chừa cho người ta một con đường. Cuộc sống này thiếu gì người vạch trần những cái sai trái quý vị, nhất là những con người đứng ở trên mạng xã hội như tôi, dám nói, dám sống và dám làm như vậy, làm gì không có kẻ ganh ghét với lại đố kỵ. Cuộc đời này mình không có sống được vừa lòng tất cả mọi người, nhưng mà mình có kiến thức thì mình nói, mình mới đem lại được một cái giá trị, một cái giá trị đẹp. Bà lên bà ngồi bà nói, quý vị làm gì quý vị tin mấy ông thầy tu? Tôi nói thiệt với quý vị nha, bà nói bả mà lên nói là không trật phát nào, tôi thấy trật lớp, trật le, trật lối hết trơn, trật không còn gì. Mỗi một con người có một cái kiểu tư duy, mỗi một con người có một kiểu suy nghĩ, nhưng khi mình phát ngôn ra từ miệng mình, nó được thể hiện bản chất mình là ai, con người mình như thế nào. Quý vị đừng tin mấy ông thầy tu, mấy ông đi tu cho mấy ổng, cho mấy ổng có tu cho quý vị đâu. Bản thân mấy ông tu là mấy ông được mà. Đương nhiên phải có tu, mà tu được thì nói người khác mới nghe. Mà khi lời nói của mình có giá trị, mang tới một cái giá trị để cho người khác nghe được, có nghĩa là mình đã tích phước được ở đời rồi. Những ông cha mấy ông không đem tiền cho ai hết, nhưng khi quý vị gặp ổng, ổng học giáo lý, ổng học trong kinh sách, ổng học gì đó, quý vị tới xưng tội, thì ổng đưa ra những cái giải pháp tốt, những cái con đường đúng đắn để quý vị đi. Những người có tin vào Đức Chúa hay là Đức Cha gì đó, hay là những người có đi chùa chiền, thì họ luôn luôn làm những cái điều nó có phần bớt tội lỗi lại. Còn bản chất của con người ở trong sâu thẳm, xấu, đẹp, ác, thiện, lương, cái gì cũng có quý vị. Chỉ qua là khi mà chúng ta đụng chuyện á, thì hãy làm như thế nào để cái phần ác nó được đè nén xuống, và cái phần lương thiện của mình nó trổ dậy nhiều hơn. Chúng ta đứng ranh giới giữa cái sự thiện lương và cái sự tặc ác á, nó mong manh lắm quý vị. Nếu không chế ngự được, không có đi chùa chiền, không có đi nhà thờ, không có những cái gì được tích lũy từ một cái sự phước đức, từ cha mẹ, từ gia đình được giảng dạy, thì khi quý vị đụng chuyện á, cái sự sân si nổi lên, cái con ma con quỷ trong người mình là nó sẽ nhảy ra trước, và nó lấn át những cái điều thiện lương liền. Tôi nói thật. Nên đó là tôi chỉ phân tích về những cái gì mà cô Hằng cổ đã nói hôm vừa rồi thôi. Còn hiện tại bây giờ cổ nói cổ phân tích về cái sự đúng sai ông thầy Minh Toại thì cổ chưa phân tích. Mà cổ chưa phân tích thì tôi không thể nói được, đúng không quý vị? Tôi chỉ nói là cổ đang nói về những ông thầy chùa, thì ở cái quan điểm đó tôi không đồng ý, đúng không quý vị? À, bà cuồn cuộn nói 50 là ủng hộ thầy, 50 không ủng hộ thầy gì đó. Thật sự ra với tôi thì tôi thấy là đa phần là người ta ủng hộ thầy Minh Toại, mà cái sức ảnh hưởng của thầy còn gấp hơn cái bà này rất là nhiều lần.
Tại vì bả phải lên mạng bả chửi hết 3 năm thì bả mới được cả thế giới biết tới cái thầy Minh Tuệ. Cái sức ảnh hưởng của ổng á, hình như là trong vòng đâu có từ lúc mà thầy đi lên mạng thì đi mà 1-2 kênh YouTube đưa lên á, thì cái sức ảnh hưởng của thầy trong một tháng mà toàn thế giới này biết luôn, đúng không quý vị? Thậm chí những báo chí nước ngoài, tất cả mọi cái trên thế giới này đều biết tới luôn. Thì cái sức ảnh hưởng của thầy Minh Tuệ rất rất là lớn. Và bản thân tôi á, thì tôi cũng đã có nhiều cái video tôi phân tích về thầy Tuệ rồi, cũng có mấy cái video rồi. Nên ở đây á, mình chỉ phân tích trên những cái câu nói của bà thôi ha quý vị ha. Trước khi mà Thu Thương tiếp vào cái phần 2 thì cho Thu Thương được giới thiệu á, là cái Facebook của cũ Thu Thương đã bị đánh sập. Mọi người nhớ Facebook chữ Đoàn Thu Thương có cái tích xanh này, cái dấu blue màu xanh này nha. Màu xanh này mới là Facebook mới của Thu Thương nha, nhớ nha. Mọi người đăng ký Facebook của Thu Thương mà có phải có dấu màu xanh nha, không có là hoàn toàn là Facebook giả. Bây giờ rất là nhiều người lấy những cái bài nói của Thu Thương đem về, mà trong khi đó quý vị ơi, tôi rất là buồn cái nè. Quý vị vô, quý vị có những cái comment á, quý vị nói á, Thu Thương viết cái status này lên là cái kênh của Thu Thương sẽ mất giá trị. Tại vì mọi người đang theo cái kênh giả, mọi người theo cái kênh giả, nó lấy video của Thu Thương về nó like y chang thiệt này, là mọi người không có phân biệt được. Nhưng trên thực tế mọi người muốn liên lạc được Thu Thương, gửi tin nhắn được Thu Thương, hay thỉnh thoảng điện được Thu Thương, thì phải đúng cái Facebook Đoàn Thu Thương có cái dấu tích xanh nha, có dấu tích màu xanh nha, nhớ nha. Vô Facebook và đánh ra bao nhiêu cái trang của Thu Thương, bao nhiêu cái video Thu Thương không quan trọng, phải có cái dấu này mới đúng nha quý vị. Có cái dấu màu xanh này mới đúng là trang của Thu Thương nha. Cảm ơn quý vị. Và cái phần 2 thật sự ra nó cũng rất là quan trọng quý vị. Nó rất là quan trọng trong cuộc đời của mình. Thì Thu Thương nghĩ, Thu Thương chia sẻ cái câu chuyện này để cho quý vị có thêm kiến thức trong cuộc đời. Nó cũng là một trong những câu chuyện nó có liên đới tới, thí dụ như những cái chuyện trong cuộc sống, chuyện bà Hằng, chuyện này chuyện kia nhiều lắm. Nhưng mà thí dụ bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, bà Hằng bả lên mạng người thương á, thì sẽ cho bả quả ngọt quả bùi, người ghét bả đó thì sẽ cho bả những cái trái đắng. Nhưng mà tất cả trong cuộc đời này chúng ta nói cái gì thì chúng ta phải nói cái vấn đề nó mang tính thật thật. Quý vị phải hiểu một cái điều như vậy nè. Chúng tôi uống cà phê, cảm ơn quý vị. Ghiền cà phê. Trong cuộc sống này đó quý vị, một người đứng ở trên mạng xã hội giống như tôi á, thì không thể nào tránh được chuyện này chuyện kia. Bà Hằng cũng vậy thôi, hay bất cứ một cái người nghệ sĩ nổi tiếng nào. Thế nhưng mà có thể đối với quý vị nó sẽ là một câu chuyện gì đó, quý vị mất ăn, mất ngủ, hoặc là quý vị sẽ bị sốc, hoặc là quý vị sẽ này kia. Nhưng mà tôi cũng nói thật với quý vị, đối với tôi là một chuyện bình thường. Có một kẻ nào đó, thì quý vị biết là tôi lên mạng tôi chửi người ta, thì người ta tức, người ta không dám làm gì tôi, đúng không? Thì người ta phải giả một cái Facebook khác. Người ta giả cái Facebook đó, xong sau đó người ta lấy tấm hình của tôi, người ta áp vào, người ta nói rằng là tôi thiếu nợ 350 đô mà 3 năm rồi tôi không trả. Họ nói vậy đó. Ca sĩ Thu Thương giật 350 đô mà ba mấy năm rồi không trả. Sau đó những cái poster ca nhạc của tôi hát ở ngoài chợ thì họ lấy cái viết, họ viết vào ca sĩ Thu Thương thiếu 350 đô gì đó, giật vậy đó. Thì nếu như á, mà quý vị nhìn thấy câu chuyện đó, hoặc quý vị nghe một người nào đó nói xấu về tôi, quý vị sẽ nói vậy nè: ô thì ra nhỏ này lên mạng thấy nói chuyện đạo đức, thấy hay quá, nhưng mà không ngờ có 350 đô la cũng đi giật của người ta mà cũng không thèm trả người ta. Cuộc đời này đó quý vị, quý vị theo dõi một con người, quý vị phải theo dõi một quá trình. Và khi quý vị nhìn nhận một sự việc á, là nó phải có một cái sự logic, một cái sự đúng sai. Tại vì tôi nói cho quý vị nghe vậy, trong cuộc đời bây giờ giả thật nó lẫn lộn lắm quý vị. Mà tôi đã sống ở đây gần 3 năm rồi, mà quý vị biết tôi ngồi như vậy nè quý vị, tôi ngồi lù lù trên mạng vậy nè. Cha tôi là một cái người có biết bao nhiêu cái công lớn lao với cái nhà nước này, quý vị thấy không, bao nhiêu cái đời chủ tịch nước. Bản thân tôi đã được báo chí, những cái tờ báo lớn nhất của cái đất Sài Gòn nó viết về mình rồi. Thì tôi nói cho quý vị nghe, những cái kẻ mà đang đặt điều của tôi á, tôi dùng cái chữ đó là một cái loại rác rưởi. Tại vì sao? Trong cuộc đời này đó quý vị, mình có một lần mình dám sống, mình dám nói là mình dám làm thôi nha quý vị. Đừng có bao giờ nghe kênh của tôi, học một phần nào đó, cái tính của tôi nó rất hay quý vị. Quý vị ghét một ai đó, nói thẳng vô mặt người ta. Quý vị không thích một ai đó, quý vị nói thẳng vô mặt người ta.
Nếu quý vị cảm thấy có một thế lực nào đó không đúng đắn hay một cái việc làm nào đó sai trái đi trong lớp học hay bất cứ gì, mạnh dạn đứng lên nói, chống lại với thành phần đó. Khi quý vị chống thì quý vị biết rồi, nếu bản thân người ta sai thì người ta không bao giờ dám đối đầu với quý vị. Nếu như quý vị vạch trần một cái người nào đó tham ô tham nhũng mà người ta có thì không bao giờ người ta dám đối đầu với quý vị, người ta phải nằm trong bóng tối. Mà khi cái sự ức chế người ta không nói ra được, người ta không làm gì quý vị được, thì người ta sẽ tìm cách ta hại quý vị. Mà tôi nói cho quý vị nghe, trong cuộc đời này quý vị muốn làm gì cũng được. Mình có kiến thức về pháp luật thì mình sẽ không bị vi phạm pháp luật. Mà mình không có kiến thức về pháp luật là mình coi chừng có ngày nào đó công an nó nhốt mình, nó hốt mình. Thế nhưng hãy nhớ một cái điều như vậy nè quý vị. Mình nói đây là luật nhân quả ở đời nha quý vị. Quý vị muốn làm cái gì cũng được, nhưng hãy nhớ một điều, cái sự mà đơm đặt cho người khác mà không nói có nói không, quý vị tin tôi đi, quý vị trả lại gấp 100 lần. Bây giờ tôi nói quý vị nghe, quý vị không thấy gì hết. Tôi á, mà tôi nhìn thấy đi ra chợ mà tôi thấy ai giết ô cái con tôi thương giật 350 đô mấy năm không trả, như quý vị về là quý vị sốc lắm. Tự nhiên ngày nào đó mình lái xe vô đường hẻm, tự nhiên cái tấm hình của mình dần dần ra nói mình ăn cướp của người này, mình lừa gạt của người kia, quý vị sốc lắm đúng không quý vị? Với tôi nó bình thường, nó không có cái của khỉ gì hết trơn. Cái thứ nhất tôi nghĩ, nếu kiếp trước tao nợ mày, kiếp này tao trả lại. Còn cái thứ hai tôi nghĩ một cái điều như vậy nè quý vị, năm nay cái nạn của tôi tới rồi đó quý vị. Tôi nghĩ vậy đó, cái nạn của tôi tới, cái hạn của tôi sẽ tới. Nếu quý vị khi cái nạn quý vị tới, quý vị không bị mất của, quý vị cũng bị tai nạn xe cộ, không quý vị cũng sẽ có một cái chuyện tang thương trong gia đình, gọi đã gọi là xui rủi thì không biết cái chuyện gì. Nhưng nếu tôi nghĩ như vậy nè, để ngày mai tôi ra đường tự nhiên tôi gặp một cái tai nạn gì đó, tự nhiên cái tôi té xuống cái tôi gãy cái tay, hay là tôi té xuống cái tôi gãy cái giò vậy đó, hay là tôi bị gì đó, thì tôi đồng ý cho một ai đó đi bôi nhọ tôi đồng ý cho một ai đó đi vu khống tôi để lãnh lại cái tội đó cho tôi. Khi quý vị nghĩ được câu chuyện đó, quý vị sẽ thấy nó hết sức là bình thường. Cuộc đời này sẽ có những lúc quý vị uất ức lắm, quý vị không biết tại sao người ta lại đặt điều cho mình, mình không có làm điều đó, tại sao ta đặt điều. Quý vị biết không, bản thân tôi á, tôi bị đặt điều, cái thằng sửa nhà nó tới nó sửa nhà cho tôi, mà tôi cũng đi gian díu với nó đặng tôi khỏi phải trả tiền sửa nhà, rồi ăn giật ăn nợ cái thứ gì trên đời tôi cũng có. Mà tôi hỏi quý vị một điều, khi quý vị nghe câu chuyện đó, quý vị có nhìn thấy không? Hãy tập cho mình một cái tính nha, trong cuộc đời này nếu quý vị nghe ai đó nói xấu một người khác thì quý vị phải đặt một dấu hỏi lớn. Thí dụ như cha mẹ mình hay những người thân của mình hay những người gia đình cảnh báo con nhỏ đó nó làm vậy vậy đó, cái thằng đó nó làm vậy vậy, mày không được tiếp xúc, thì mình nên nghe những người đó. Còn quý vị đi ra đường, quý vị nghe ai đó, trời ơi con đó ghê lắm, hồi đó nó đi cặp bồ với thằng đó, nó ngủ với thằng đó, chồng nó mới chết, cái thằng sửa nhà vô cái nó gian díu cái thằng sửa nhà, đặng chi nó sửa nhà nó khỏi trả tiền sửa nhà đâu. Quý vị nghe xong quý vị háo hức lắm, quý vị đem câu chuyện ta quý vị kể cho người khác. Quý vị nghe tôi nói nè, đối với bản thân tôi á, tôi nghe một câu chuyện từ người khác á, mà tôi không thấy là không bao giờ tôi tin. Tôi chỉ nói, ủa, nó gian díu, chị có thấy nó gian díu không? Anh có thấy nó gian díu không? Mà sao anh biết là nó không trả tiền sửa nhà cho người ta? Mình không nhìn thấy đừng bao giờ mình tin. Và hãy nhớ một cái điều như vậy, mình nói người ta, mình nói câu chuyện của người ta mình cảm thấy bình thường lắm. Tao thấy nhỏ nó chảnh lắm, tao không ưa nó, rồi tao thấy độn vậy đó, cộng với cái trong tâm mình không ưa nó, đi truyền tải câu chuyện nó lớn lên, trời con nó dòm vậy lên mạng nói chuyện đạo đức vậy đó, đi giật 350 đô của người ta đi thiếu nợ đồ. Quý vị cứ việc tin đi, nhưng tôi tin một cái điều rằng tới một ngày nào đó chính con cái của mình bị người ta vu khống như vậy, ồ nó đi học nó ăn cướp của bạn nó đó, nó lấy của bạn nó đó, nó đi nó ngủ với người ta đó, nó gian díu người ta chuyện này chuyện kia, bản thân quý vị sẽ cảm thấy rằng cuộc đời quý vị như rớt xuống vực thẳm vậy. Mình nói người ta thì mình không thấy đâu, nhưng mà ngay chính bản thân mình không bị, con cái mình cũng sẽ bị. Nên đối với tôi đó quý vị, tôi nói quý vị nghe, tôi bị bao nhiêu những cái nạn thị phi trong cuộc đời này mà tôi là không thể nào tôi tránh được nạn thị phi đâu quý vị. Tại vì sao?
tôi lên mạng xã hội, tôi đối đầu. Những cái chuyện không đúng trong cuộc đời này là tôi vạch trần, tôi nói liền, nhưng mà tôi nói trước mặt người ta. Và không bao giờ tôi đi tôi nói sau lưng, tại vì nói sau lưng đó là một cái hành động nó kỳ lắm quý vị. Tôi không có một thói quen, tôi thích là tôi quất trước mặt liền, tôi không nói sau lưng quý vị. Nói sau lưng nó làm giảm giá trị con người mình đi rất là nhiều. Mình thích mình chơi thẳng trước mặt. Nhưng hãy nhớ một cái điều như vậy nè quý vị. Quý vị tin tôi đi. Tôi luôn luôn nói vậy nè. Cái thời tuổi trẻ đó thì tôi không có được một cái sức rắn rỏi như bây giờ đâu. Ai mà nói tôi đặt điều cho tôi hay gì đó quý vị là tôi đau khổ lắm. Thậm chí có những chuyện mà họ đặt điều cho tôi tới nỗi mà tôi muốn uống thuốc tự tử, tôi chết luôn đó quý vị. Họ dồn ép tôi, một cái cô gái mới lớn lên, họ đơm đặt cho tôi, họ dựng chuyện cho tôi là tôi muốn uống thuốc tự tử, tôi chết. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì đối với tôi những câu chuyện đó là bình thường. Quý vị hãy nhớ một cái điều như vậy. Nếu quý vị nói trong cuộc đời quý vị gặp một cái nạn thị phi mà quý vị sống được 5 năm nữa thì người ta nói quý vị làm đĩ đứng đường nó cũng ok nữa. Tại vì 5 năm đó mình sống được thêm đó, là mình sống với con cái mình, mình sống với gia đình mình, với vợ con mình, với người thân của mình, nó mới là cái sự thật. Còn cái sự thật mà người ta nói quý vị, còn cái điều mà ta nói quý vị đang đứng đường á, hồi xưa con nó làm gái đó, nó không có rụng cọng lông nào trên người mình hết. Gia đình mình nó mới là sự thật, nó mới là giá trị thật. Vợ chồng mình nó mới là giá trị, con cái mình nó mới là giá trị. Nếu ai nói tôi xưa làm gái, ai nói tôi là giật 350 đô, ai nói tôi tò te tú tí với lại chồng người khác rồi đặng sửa nhà khỏi trả tiền vậy đó, tôi không quan tâm đâu quý vị. Cứ một cái thị phi cho tôi sống thọ thêm 5 năm để tôi ở với con tôi, một cái thọ cho một cái thị phi cho tôi được thêm sức khỏe là tôi cho nói thoải mái luôn. Mà quý vị tin tôi đi, cái nạn họ nói ra họ sẽ gánh nạn cho quý vị, còn quý vị được thêm cái phước. Quý vị tin tôi đi. Tại sao bao nhiêu con người nói tôi mà lúc nào tôi cũng phay phay hết vậy quý vị? Tôi được con cái tôi được khỏe mạnh, con cái tôi được học trường tốt, rồi tôi chơi với những người bạn bè người ta cũng thương quý, người ta thương mến tôi. Tôi cần bạn bè tôi hiểu tôi không cần cái thứ cốc ổi mía ghim nào hiểu tôi. Tại vì cuộc sống này là gì quý vị? Quý vị qua lại với ai? Quý vị chơi với ai? Cuộc sống hàng ngày quý vị sống với ai? Một cái thị phi của quý vị mà để cho con cái quý vị thành đạt thì quý vị nên chấp nhận. Hai cái thị phi của quý vị á, nói quý vị ơi con đó đánh đỉ ở ngoài đường, con đó ghê lắm, làm cái gì đó, bất cứ một cái chuyện gì trên đời mà để cho con cái quý vị thành đạt, tao chơi luôn, để tao được sống thọ 5 năm tao chơi luôn. Càng thị phi mà mình thấy mình càng khỏe mạnh, mình thấy mình càng vui tươi, mình thấy mình càng được nhiều người thương yêu, con cái mình ra trường tốt, học hành tốt, bản thân mình tiền nó cứ vô điều điều, trời ơi tôi cho thị phi tới bến luôn. Tại vì hãy nhớ một điều, cái thị phi đó nó không có đụng gì tới quý vị hết, nó không có trầy một miếng da đất, một miếng vảy nào của quý vị cả, nhưng mà họ sẽ là người gánh nghiệp cho quý vị. Tại sao trong cuộc đời này quý vị thấy có những người đi ra đường buổi sáng hôm đó tự nhiên về ngay rồi thành phế thải, mất mẹ cái giò, đụng xe rồi cưa cái chân, chuyện này chuyện kia, mỗi một cái trong cuộc đời này nó đều có nguyên do, nó đều có nguyên lý, nó đều có cái luật nhân quả, nó đều có cái sự luân hồi trong cuộc đời này hết, nó đều có hết. Nên nếu khi mình gặp nạn thì mình phải suy nghĩ tháng trước mình có làm gì ai không, 3 năm trước mình có chù rủa ai không, 2 năm trước mình có đặt điều cho ai không. Nó sẽ đến quý vị. Nếu một ngày nào đó con quý vị bị người ta nói ồ con của mày á, nó đi giăng díu với cái thằng đó là vậy vậy đó, thì hãy nghĩ là trong cuộc đời mình có từng đơm đặt câu chuyện đó cho một người nào không. Vậy thôi quý vị. Cái cuộc đời này đó, mình gieo đi á, mình không gặp, con cái mình sẽ gặp đó nha quý vị. Tại vì nó chưa tới lượt mình là nó sẽ tới lượt đời sau. Không phải là mình nói mình làm con mình chịu đâu. Bởi vậy người ta ở, tại sao người ta nói có câu mình hãy tích phước cho con. Những cái gì tôi nói trên mạng xã hội, cho dù tôi có đụng chạm tới một người nào đó đi nữa, nhưng mà tôi biết tôi nói cái gì, tôi làm cái gì nha quý vị. Nên tôi mới nói với quý vị một điều như vậy nè quý vị. Có những con người, cái giả tâm của họ rất lớn, họ rất độc ác, nhưng đôi lúc họ biết làm chuyện này, họ biết bỏ tiền để họ làm chuyện kia, để họ làm cho cái nghiệp của họ nhẹ lại. Sự thật, cuộc sống này á,
Quý vị không cần phải đi làm phước, quý vị không cần phải cầm tiền cho ai quá nhiều đâu. Chỉ cần mỗi ngày mình tập như vậy nè, khi mà mỗi mình mở miệng ra mình nói chuyện về một con người nào đó, tập nói cho nó đúng. Và nhớ cái sự đơm đặt với người ta trong cuộc đời đó, bây giờ quý vị không thấy đâu, nhưng quý vị sẽ trả rất 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 là rất nhiều, tin tôi đi. Tôi nói thật, nói ai là phải nói đúng sự thật nha quý vị. Đừng đơm đặt, đừng thêm bớt cho người ta nha quý vị. Mình không trả nó tới hồi á, mà ngay một ngày nào đó nó xoay tua lại đến chính con quý vị rơi vào câu chuyện đó, quý vị thấy còn hơn 1.000, 1.000.000 nhát dao đâm vào lòng mình. Những cái gì quý vị nghe kênh của tôi không phải là một ông thầy đâu, nhưng tôi dám đảm bảo quý vị có theo tôi 5 năm, 10 năm, tới 20 năm đi nữa, tôi năm nay tôi 50 tuổi rồi, tôi dám nói một điều này, cuộc đời tôi chưa thiếu nợ một người nào, tôi chưa ăn dịch một đồng của ai. Còn những cái kẻ mà đang nói tôi á, thì quý vị sẽ coi cái thứ mà nó mở miệng nó nói tôi, bản thân của nó sống trong xã hội như thế nào. Tôi thấy tỉnh queo à. Và tôi đợi những kẻ mà đang bêu xấu tôi một ngày nào đó nó sẽ phải lãnh. Vậy thôi. Cuộc sống này đó quý vị, nạn thị phi không là gì. Quý vị có thể mất ăn mất ngủ vì người ta đang đồn quý vị, công ty quý vị đồn quý vị, lối sớm quý vị đồn quý vị, người này người kia đồn quý vị. Nó chẳng có ăn nhầm miếng da miếng thịt nào. Nhớ nha, cuộc sống của mình á, tôi nói cái chuyện nhân quả là 100% có trong cuộc đời này đó quý vị. Có chứ không phải không có đâu. Tôi dám guarantee với quý vị bằng hết cái lòng của tôi luôn, luật nhân quả là có trong cuộc đời. Thì có 100% không bao giờ tránh khỏi. Thật sự luôn. Nên nó nói với quý vị một cái điều như vậy nè. Cuộc sống này á, quý vị biết không, khi mà tôi lên án bà Nguyễn Phương Hằng á, thì quý vị biết rồi, quý vị sẽ nói thiếu gì cái trong cuộc đời này. Quý vị sẽ nói ủa bà cũng có cái đẹp, thì sao mà không khen cái đẹp mà đi nói cái xấu. Thế thì tôi nói cho quý vị nghe, bản thân tôi có đẹp tôi cũng có xấu vậy, đúng không? Nếu mà nói theo chiều hướng của vị, quý vị thương yêu bà Nguyễn Phương Hằng, quý vị sẽ nói ủa mày làm được giống bả chưa, bả làm được nhiều điều đó mà sao mày nói bả. Thì những cái điều bả làm được tôi vẫn tán dương mà, tôi đâu có nói gì đâu. Nhưng cái điều, những cái điều bả không làm được ở đây là gì nè quý vị? Tại vì nó là một tội ác, tôi dùng chữ tội ác. Như quý vị biết, ví dụ tôi nói với quý vị nghe, bây giờ tôi nói với quý vị một cái điều như vậy nè, nếu có một ngày nào đó có một người nào đó làm một cái điều gì đó cho quý vị mà nó quá là độc ác, nó quá như thế nào thế kia đi, nhưng hãy nhớ một điều, mình làm gì á, mình vẫn phải chừa cho người ta một con đường. Tại vì sao? Cái điều người ta có lỗi với quý vị đó thì không có nghĩa là vợ con người ta có lỗi, hay là cả gia đình người ta có lỗi, hoặc những cái đứa nhỏ nó cũng có lỗi. Tôi hỏi quý vị, thí dụ như chuyện anh Hoài Linh, thì đáng lẽ tôi không có lên tiếng, nhưng khi mà tôi lên tiếng chuyện anh Hoài Linh á, cái thứ nhất á, là tôi không có nói với quý vị là anh Hoài Linh đúng 100%, đúng không? Cứ lật lại video đi. Tôi chỉ nói bây giờ cơ quan pháp luật chưa vào cuộc, nhưng đối với một con người mà đang bị ung thư đó, người ta đứng giữa sự sống với cái chết đó, thì hãy cho người ta một cái con đường để người ta có cái lối thoát. Nhưng mà khi mà đụng tới anh Hoài Linh thì quý vị biết rồi, một cái người nổi tiếng vậy có ảnh hưởng tới cha mẹ anh ta không? Có chứ. Có ảnh hưởng tới dòng họ anh ta không? Có chứ. Ba mẹ ổng đi đâu được, thì ra có một thằng con nổi tiếng quá không ngờ, ăn chịch, ăn giận, ăn chặn tùm lum. Mà quý vị thấy bả nói người ta đó, là bà không chừa cho người ta một cái kẻ hở để cho gia đình người ta sống. Tôi nói có đúng không? Thế thì cái đó phải tội ác không? Rồi cái cú sốc đó làm cho cha của anh Quỳ Linh chết. Thế thì tôi lên tôi phản biện về câu chuyện đó có cái gì để mà sai. Rồi tiếp theo những con người tiếp theo, bây giờ tôi hỏi quý vị, thí dụ con Viu Anh đi, nó có cặp với thằng này, nó có nằm với thằng kia, cái chuyện đó nó biết, đúng không quý vị? Tôi đang phân tích một những cái vấn đề thực tế. Tôi hỏi quý vị tự nhiên lên đó nha, con Viu Anh á, nó ở với thằng chồng nó chứ ba đứa con của nó, ba đời này đời kia không tin lôi đi thử ADN đi. Bây giờ tôi hỏi quý vị, khi người ta nói câu chuyện đó thì quý vị phải có một cái sự để quý vị nhìn xét cái sự đúng sai trong cuộc đời này. Một ngày nào đó có một người nào đó đi tới gặp cha mẹ chồng quý vị, trời ơi hai đứa con đứa cháu nội của ông bà đó, xách đi thử ADN đi biết liền. Rồi sao, có phá hạnh phúc của anh ta không? Có phá gia đình người ta không? Rồi đem cả một cái quá khứ cuộc đời của người ta lên trên mạng xã hội. Thì quý vị sống, quý vị đối mặt với dư luận như thế nào?
cái đó không phải tội ác hay sao, đúng không? Con người của tôi như vậy nè, ai có làm gì tôi là tôi chửi đúng cái chuyện người ta làm, tự nhiên đi nói tôi ăn giật 350 đô, tao sợ quá à. Tao sợ không chừng mày ra đường mày chết mẹ mày bây giờ đó. Con người ở đâu kỳ vậy? Mình nói thì mình nói phải đúng. Thí dụ lên chửi tay đôi với tôi, nói à, mày bố láo này nọ này kia, tại sao mày này nọ này kia, tôi đồng ý đặt điều cho người ta đi quý vị, phá nát gia can của người ta đi quý vị, xong rồi lôi ra mày ngủ với thằng này thằng kia, rồi mày làm sùm trời đất lên, rồi làm cho tan nát gia đình của người ta, rồi cái đó phải tội ác hay không? Tôi nói với quý vị nghe, quý vị ở trong chòm trong xóm quý vị thôi, mà con gái quý vị làm cái gì đó mình đủ mắc cỡ với nguyên cái xóm mình rồi. Chồng mình có bồ nhắn nhít, vợ mình đi ngoại tình rồi đó, mình đủ mắc cỡ với nguyên cái nhóm bạn mình rồi, mình đủ mắc cỡ với nguyên cái lối xóm mình rồi. Quý vị binh mà quý vị binh cái gì, binh nó phải đúng chứ. Lôi cả một cuộc đời người ta lên trên mạng xã hội giày xéo như vậy là đúng sao? Đối với quý vị thấy đó là vạch trần hả? Là chính nghĩa hả? Là làm đúng cho cuộc đời này hả? Phá nát gia can của một con người đó đã là tội ác rồi. Thế khi mà tôi lên mạng là tôi nói cái vấn đề đó. Còn những cái chuyện đó vạch trần về những ông quan tham nhũng và những cái này kia, tôi không phản đối. Mình nói cái gì nó phải có căn có cơ, nó nói đúng quý vị. Rồi lôi xong, rồi hỏi tại sao bao nhiêu người người ta đi làm từ thiện mà người ta không chết, mày chết vậy Phi Nhung? Thì tôi hỏi quý vị, những cái lời đó thốt ra được từ cái miệng của một con người mà quý vị đang nói cho là có đạo đức hay sao? Có nghĩa bả lôi ở trên đời này là bả lôi không còn cái gì. Thì tới ngày hôm nay cái chuyện ông thầy Minh Tuệ, bao nhiêu con người yêu quý ông, bả lôi ra bả dày xẻn, bả dè xéo, bả đúng bả sai, cái đó mình vẫn không biết được. Nhưng mà đây là cái tật của bà này là không bao giờ bỏ. Bà rất là thích đụng vào những con người nổi tiếng, tại vì bà còn lên mạng xã hội là bà không bao giờ để cho cái độ hot của bà chìm xuống. Mà chỉ có đụng vào những người nổi tiếng thì cái câu chuyện nó mới lan xa hơn nữa thôi. Tôi nói có đúng không? Nếu ngày xưa bà không đụng vô Hoài Linh, quý vị không biết bà là ai hết, đúng không? Bà lên bà chửi ông Võ Hoàng Yên vậy. Tôi hỏi quý vị, ông Võ Hoàng Yên không có nổi tiếng không? Ông nổi tiếng nguyên thế giới này rồi đúng không? Bà khui ra, bà khui xong bà đụng tới cái tầm ảnh hưởng của Hoài Linh. Nếu bà không đụng tới Võ Hoài Yên, bà không đụng tới anh Hoài Linh, tôi hỏi quý vị có biết bà là ai không? Có nhiều người nói tôi á, mày lên mày không đụng vô bà Hằng đâu ai biết tới mày. Thì bà cũng không đụng vô người ta, cũng không ai biết bà là ai hết. Cuộc sống này mình chửi sẽ có người chửi lại mình vậy thôi. Giống như tôi ngồi đây, tôi chửi người ta sẽ chơi lại tôi. Chuyện đó nó bình thường, cuộc đời này dám chơi là dám chịu. Nhưng chơi là phải chơi sạch sẽ, chơi là phải chơi đúng đắn. Còn chơi mà chơi ba dớ, chơi ba dơ, chơi mà đi mà phỉ báng gia đình người ta, mà đi vu khống người ta, mà đi đặt điều cho người ta, cái nợ đó mình không trả, đời con mình cũng trả. Hãy nhớ điều đó. Còn tôi ngồi ở đây nè, tôi đã dám lên mạng xã hội nè, tôi ngồi tôi nói vậy nè, tôi nói cho quý vị nghe, tôi dám nói đó. Có ai trong cuộc đời này mà mở miệng nói tôi thiếu đồng không? Nghĩ sao đi vô kết bạn với cái thằng bạn 30 năm của tôi, xong rồi gửi hình cho nó coi, giật 350 đô, trời ơi, gửi xong nó cười ỉa vô mặt đó. Thiệt. Tại vì đời tôi, nói cho quý vị nghe, nếu tôi không thể cho được người ta thì chắc chắn một điều, không bao giờ tôi lấy hay tôi lợi dụng ai bất cứ một thứ gì. Tôi dám nói bằng hết cái trái tim của tôi luôn. Cuộc đời này á, tôi nhắc nhở tôi mỗi ngày là sống không được có lỗi với người khác. Nhiều đó là tôi cảm thấy là tôi chỉ cần tu nhiêu đó thôi. Nói cái chuyện gì nói nó đúng, nói sai không có nói. Sống phải có cái quân tử trong người mình. Mình sống mình ăn đằng sóng, nói đằng gió. Mình làm gì mình không sao mang tội. Mà tôi hỏi quý vị, fan của cô Hằng á, bây giờ ngồi cứ sàng lọc lại tất cả những cái gì đi. Tôi nói thiệt, bà có cái đẹp không? Có. Nhiều không? Có nhiều. Nhưng mà cái xấu của bà nhiều quá. Mà cái xấu của bà ảnh hưởng tới cuộc đời người khác. Cái xấu của bà nó làm tan nát cuộc sống của người khác. Một cái câu chuyện mà lên mạng xã hội đã để bao nhiêu cái sự thấm đẫm nước mắt. Tôi hỏi tự nhiên lôi cái bà Hằng Ni ra, người ta đang yên, đang lành, mà cái bà Hằng Ni, cái bà luật sư, quý vị thấy không? Cuộc sống bây giờ mình sống mình phải có căn cơ, mình phải có sự tỉnh táo, không nghe dư luận, không bị tác động bởi dư luận. Hằng Ni có bị bởi tác động dư luận không? Bản lĩnh sống phải có, không có nghe đằng xuôi, nghe đằng này,
nghe kênh này chút lên phản biện, nghe kênh kia chút lên phản biện, đụng chạm, nói tới. Khi mình nói trong cái cảm xúc của mình sẽ không bao giờ kiềm chế được cơn giận dữ của mình. Mình không tiết chế được cái hành động của mình. Nếu mình đang ghét một người nào đó, thay vì cái sự thật á, nó đúng ra nó có 5 phần thôi, quý vị phải nói nó thành 6 phần, hoặc quý vị phải nói nó thành 7 phần nó mới đã cái lòng của quý vị. Thì hai cái phần đó, hai cái phần còn lại là hai cái phần tội ác của mình. Thì mà đã gọi tội ác ngày hôm nay 2 phần, ngày hôm sau 2 phần nữa, nó sẽ tích tụ mỗi ngày và chúng ta phải trả bằng cái tội ác của chúng ta. Cuộc sống này có vay là phải có trả, cuộc đời nó là như vậy quý vị. Bởi tôi nói với tất cả những cái kẻ nào á mà đang vu khống bị đặt cho tôi đó, hãy nhìn lại bản thân của mình đi. Hãy nhìn lại bản thân của mình, nếu một ngày nào đó mình không trả, con cái mình phải trả, vậy thôi. Bởi khi có những cái sự định điểm lên á, tôi mà có ứa gan ứa ruột nhưng tôi cũng vẫn nói điều, mình không thể làm giống nó được. Mình không thể đơm đặt cho người khác được, mình không thể hại người khác được, chỉ đơn giản tôi nghĩ có một điều thôi. Vì mình làm điều đó một ngày nào đó người khác sẽ làm lại với con mình. Chắc chắn như vậy. Cuộc đời này nhân quả nó là có thật. Và cứ hãy nhớ một điều, ngày hôm nay mình đang phủ phê tiền bạc, ngày hôm nay mình đang chăn im niệm ấm, mình chưa trải qua bất cứ một cái sự bế tắc của cuộc đời nào, mình thấy cuộc đời này nó còn đẹp lắm. Nhưng không có đâu, ông trời ông cộng sổ lại đó, ông tính sổ một lượt luôn. Và cái bill đó, cái hóa đơn đó, không bao giờ mình trả nổi, hãy nhớ. Mà mình trả không nổi thì con mình phải trả tiếp, có như vậy thôi. Đúng không quý vị? Tôi nói một câu chuyện nó rất là thực tế. Hãy nhớ một điều, đừng tưởng là nó chưa tới. Tại sao nhân gian nó vẫn có những câu 70 chưa gọi là lành quý vị? 50 tuổi chưa trả thì 60 tuổi trả, 60 tuổi chưa trả, 70 cũng phải là trả. 70 ra đường vẫn gặp cùng gặp té như thường, 70 ra đường vẫn gặp chuyện thị phi như thường. Mà tới 70 tuổi cộng một cái bill quá dài của một quãng đời mình không trả hết thì tới ai gánh quý vị? Còn gánh. Từ luật nhân quả trong cuộc đời, từ nghĩa bóng tới nghĩa đen, từ cái chuyện thật hay chuyện sai, nó đều là câu chuyện thật của cuộc đời này hết. Quý vị không trả được, nếu quý vị trả được từ quý vị 25 tuổi thì quý vị trả tới năm 30 tuổi quý vị hết. Thì từ 30 tuổi tới 50 tuổi quý vị sống một cuộc đời tốt. Nếu tới 50 tuổi quý vị phải trả thì quý vị ráng trả trong vòng 2-3 năm, 5-7 năm, tùy theo cái mà mình trả. Cái nợ ngoài đời thì cái nợ trong câu chuyện nhân quả nó giống nhau. Mà quý vị để tới 65 tuổi quý vị chưa trả hết mà 70 tuổi quý vị ngủm rồi thì cái bill đó nó dành lại tới con quý vị gánh tiếp. Đó là sự thật. Cuộc đời này nó là sự thật. Hãy nhớ một cái điều đó. Nếu thương con cái mình, hãy sống một cách tử tế. Nếu thương con cái mình, đừng làm bất cứ một cái việc gì mà để mà đơm đặt hại người ta, bởi vì phải trả. Quý vị ơi, cuộc đời này quý vị thấy không, tôi còn ba đứa con tôi, nó còn nheo nhóc lắm, nó còn nhỏ xíu à. Bởi một cái hành động tôi nói ra, một cái việc tôi làm, không cần ai phải vô đây nhắc nhở tôi, mày coi chừng con mày đó. Tôi coi chừng chứ, một lời nói của tôi cũng coi chừng. Một lời nói của tôi cũng cẩn trọng đó quý vị, rất là cẩn trọng. Tôi là một người sống như thế nào đó, và tôi tin rằng trên những cái kênh của tôi quý vị coi, tôi đem lại được một cái giá trị gì đó cho quý vị. Tập bớt đi, có nhiều cái chúng ta phải tập lắm quý vị. Bởi vì cuộc đời tôi trả quá nhiều rồi, tôi trả từ hồi tôi còn nhỏ, tôi trả thậm chí bằng mạng sống của tôi nữa. Nên tôi rất là hiểu những cái chân lý trong cuộc đời này. Để mà tôi có một chút gì đó kiến thức để mà tôi chia sẻ cùng với quý vị, hãy nhớ nha. Ông trời mà ông tính cái hóa đơn cho mình, nó dài lắm, nhớ nha. Một câu chuyện mình ghét ai đó, 5 phần mình nói đúng là mình nói đúng 5 phần thôi, đừng có cao trào quá. Cái thêm mắm thêm muối vô 1-2 phần nữa, rồi ông để 1-2 phần đó ở đó đó. Rồi mỗi một ngày mình làm những cái chuyện 1-2 phần đó nó sẽ tích lại, và cái hóa đơn đó mình phải trả, hãy nhớ điều đó. Không thêm không bớt cho một người nào. Sống là phải làm một người có chính nghĩa. Còn cuộc đời tôi á, ngày mai tôi mà bước ra đường á, 100 cái poster ngoài đường mà có viết con này là con đứng đường, con này là con giật tiền, thì tôi chỉ nghĩ điều này nè, mày đang gánh cho tao một cái nạn vậy thôi. Có thể kiếp trước tôi thiếu nó, có thể năm xuôi tháng hạn tôi sẽ tới. Gánh cho tao một cái giò, hay gánh cho tao một cánh tay, hay gánh cho tao cái gì cũng được. Còn quý vị ơi, quý vị đi ngoài đường 100 người á, mà chửi quý vị làm đĩ á, mà chồng của quý vị tin quý vị á, điều đó quý vị vẫn hạnh phúc, bởi vì quý vị sống với nó. Quý vị ở với anh ấy, quý vị nằm trên cánh tay của anh ấy, và những cái đứa con quý vị, cái hạnh phúc của gia đình quý vị á, nó nằm ở trong cái tầm tay của mình. Không quan tâm tới thiên hạ, đừng bao giờ quan tâm tới thiên hạ. Tôi chỉ quan tâm tới những kẻ nào dám đứng trước mặt tôi nói chuyện thôi. Đứng đi,
để coi tao với mày ai hơn ai thua cho biết. Vậy thôi nha quý vị. Một lần nữa, tôi cảm ơn tình cảm của quý vị. Một con người sống như tôi thương, làm sao tôi thương không gặp những cái chuyện thị phi được. Gặp là chuyện bình thường quý vị. Nhưng tôi gửi cho tới tất cả những chị em, quý vị biết không, cái Facebook của tôi vô có nhiều khi tôi nói mắc cười mà tôi nói bằng sự thật. Hình như tôi kết bạn với phụ nữ không à. Còn đàn ông á, bởi mình nói thiệt, mình càng chơi Facebook mình mới nói để cho quý vị thấy nè. Quý vị cứ nhớ nha, những thằng đàn ông nào mà nó chụp hình với một đứa nhỏ nha, tôi cam đoan và tôi guarantee với quý vị luôn, 100% là giả tạo. Thiệt, tôi là người học về tâm lý, 100% là Facebook giả, không kết bạn những Facebook đó. Những cái thằng đàn ông nào mà lên nó khoai dai u thịt bắp rồi khoe cơ bụng rồi đồ đó là những cái thằng đĩ đực thật sự. Tại vì một cái người đàn ông đàng hoàng không có ai mà để cái hình avatar mà chụp hình mà khoe này khoe kia. Còn những cái người đàn bà mà chụp hình mà cũng giống như lộ liễu khoe body rồi đó, quý vị ngồi quý vị nói mình là người Việt Nam, mình sống mình phải có thuần phong mỹ tục quý vị. Nhìn vô cái avatar là biết con người đó như thế nào liền, đúng không quý vị? Bởi vậy á, tôi nói á, mấy chị em phụ nữ để ý nha, tôi nói trai đẹp, trai trắng, trai trẻ, dai u thịt bắp, dai trên dai dưới, cơ này cơ kia, đủ thứ hết trơn á, vô kết bạn á, tôi nhìn ra mà tôi muốn dạt vô mặt mấy người đó này. Em ơi, em đang làm gì đó mà cha mày, trời ơi, tao là mẹ mày, tao đẻ được ra mày. Cái xã hội này bây giờ nó vậy đó quý vị, mạng nó loạn cào cào, nó loạn cháu cháu hết lên, không có tôn ti trật tự gì hết, tình cảm trai gái gì nó ba lăng nhăng, nó thầm mà lằng xíu quách hết trơn. Bởi tôi nói với quý vị, đa phần trên kênh tôi thương là phụ nữ rất là nhiều. Tôi truyền tới cho các chị, cho các cô, cho các chị, tôi biết phụ nữ mình á, công dung ngôn hạnh nè, đảm đang nè, thêu thùa mai giá nhà cửa rất là thấy thương. Nhưng có một cái nhiều người thiếu, một cách thiếu rất là thiếu, đó là bản lĩnh sống. Hễ ai mà bị cái gì là rút người lại là sợ sệt liền, không có gì hết. Tôi đã nói rồi, tôi thêm động lực cho các chị đó. Đi ngoài đường ai nói mình đỉ kệ nó, không ăn nhầm. Nó gánh cho mình một cái tai, nó gánh cho mình một cái chân, nó gánh cho mình một cái tai nạn. Thiệt, ngày mai nó nói mình giật tiền ai đó, nó vu khống cho mình không sao đâu. Nó gánh cho mình nhiều cái lắm. Và cái bill á, cái bill mình mà mắc nợ cuộc đời á, nó đang gánh để nó trả giùm cho quý vị. Hãy nhớ, một cái nạn của mình á, khi mà một cái nạn của mình á, thì quý vị hãy nghĩ đó là mình tích thêm một phần phước. Còn cái đứa gieo nạn của quý vị là nó gánh cho quý vị một cái nạn. Đó là sự thật nha quý vị. Dạ, cảm ơn chị cho em thêm động lực sống. Em đã nhìn thấy hình bóng mình trong chị. Một năm qua thị phi luôn bủa bay. Bình thường thôi bạn. Hồ Ngọc Lan ơi, bình thường nha. Bình thường, đừng thấy gì hết. Thị phi nó là cái gì? Tại vì do các chị suy nghĩ chưa có thông suốt thôi. Nếu mà các chị nghĩ cái nạn thị phi, những cái con người mà loan truyền cái tin đó, nó gánh cho các chị một cái nạn gì đó, tai nạn, xe cộ cái gì đó, là các chị sẽ thấy bình thường. Giờ ngồi chọn đi, chọn mình đi ra đường, mình té xe xuống tự nhiên mình bị cục cái giò,